Ở hầu khắp các địa phương có rừng đã giao quyền quản lý bảo vệ rừng cho chủ rừng là cộng đồng dân cư. Với cấp thôn thì vài chục hecta, cấp xã có nơi vài trăm hecta. Tuy nhiên hầu hết là rừng tự nhiên nghèo kiệt, đáng nói là nhiều nơi. Cộng đồng được giao quản lý rừng nhưng không được giao quyền sử dụng đất, nên người dân không được hưởng quyền lợi gì trên diện tích được giao quản lý bảo vệ. Chưa có đất sản xuất thì xin một số ven khe suối thì xin canh tác để trồng cây là trồng rừng. Không có đất mà trồng, đa số là cũng như là rừng trồng của lâm trường là quản lý rừng bên ven khe suối, lâm trường quản lý không cho dân trồng. Khi luật đây là có hiệu lực thì cũng muốn về cộng đồng cũng được hưởng dịch vụ môi trường rừng cũng như dịch vụ môi trường rừng như các đơn vị chủ rừng, để bà con có kinh phí, thực tế là có kinh phí để hoạt động tuần tra quản lý bảo vệ rừng. Các chuyên gia tính toán những chủ rừng là cộng đồng, là hộ gia đình nắm giữ hơn 30% tổng diện tích rừng, nhưng họ lại chưa được hưởng lợi từ rừng tương đương các loại chủ rừng khác như là các doanh nghiệp hay các lâm trường. Thực tế đã chứng minh có nhiều cộng đồng, ví dụ như cái cộng đồng ở thôn Phú Lợi của xã của tỉnh Đắk Nông, thì sau rất nhiều nỗ lực, thậm chí còn bị những người vi phạm tấn công họ, đánh họ, nhưng sau 7 năm bảo vệ như thế thì họ đã mất đi cái động lực, bởi vì họ có hơn 100 hecta rừng đất trống nhưng mà họ là không được cái quyền liên kết với các cái doanh nghiệp khác để phát triển cái rừng đó, nên cuối cùng họ đã phải trả cái đất lại cho chính quyền, và ngay lập tức thì chính quyền lại giao này cho doanh nghiệp, và doanh nghiệp hoàn toàn là có thể là kinh doanh cái diện tích rừng này. Một tiến bộ nữa được đánh giá cao trong dự thảo luật bảo vệ và phát triển rừng sửa đổi là việc xác định nghề rừng. Các chuyên gia kỳ vọng điểm mới này hướng đến để người dân sống ven rừng phát triển nghề rừng, từ đó gắn bó và có động lực bảo vệ rừng tốt hơn. Tuy nhiên cần được quy định cụ thể hơn. Về vấn đề này tôi vẫn thấy là nó có đề cập nhưng mà vẫn còn chưa mang cái tính là ưu tiên. Phải làm rõ cái ưu tiên hơn nữa, là bởi vì nếu người ta chỉ được hưởng lợi từ những cái gì chung chung như vậy, ví dụ như giao khoán quản lý bảo vệ rừng thì rõ ràng tức là họ không được hưởng những cái gì khác ngoài cái tiền đó ra rồi, thì làm sao họ gắn bó với rừng, làm sao họ sống với rừng. Hiện cả nước có gần 1,5 triệu hộ gia đình cá nhân được giao đất giao rừng, cùng với hơn 600 các tổ chức là các ban quản lý rừng, các công ty lâm nghiệp được coi là chủ rừng theo quy định của luật bảo vệ và phát triển rừng ban hành năm 2004 và dự thảo luật bảo vệ và phát triển rừng sửa đổi. Ngoài ra còn có hơn 10.000 các cộng đồng dân cư thôn được giao rừng. Họ đã được coi là một loại chủ rừng được quy định trong dự thảo luật sửa đổi. Theo các chuyên gia lâm nghiệp, để tạo động lực bảo vệ và phát triển rừng, tư cách pháp nhân của cộng đồng cần được pháp luật xác lập rõ ràng trong luật mới, dự kiến được thông qua tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 14 này.